đàn cá ví như nhân sâm nước, mà bao nhiêu người đến xem. Mô hình nuôi cá trạch lấu, sản xuất cá trạch lấu giống của anh Trần Thanh Hùng ở ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã 6, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã thành công và cho doanh thu mỗi năm 600 đến 700 triệu đồng. Những ngày này, anh Trần Thanh Hùng ở ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã 6, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cùng các nhân công mà anh thuê mướn đang tất bật lo lấy trứng cá trạch lấu để thụ tinh. Và anh còn lo bán cá trạch lấu giống cho nông dân từ các tỉnh, thành phố tìm đến mua. Anh Hùng cho biết, năm nào cũng vậy, cứ vào đầu tháng 3, đến tháng 9 là anh tiến hành ép giống cá chạch lấu bố mẹ được nuôi. Trong các bể xi măng, trung bình mỗi con cá chạch lấu mẹ ép được khoảng 8 lần, mỗi lần thành công được hơn 100.000 con cá bột giống. Trước đây để có được giống cá chạch lấu bố mẹ tốt, anh phải lên tận miệt An Giang, đồng tháp tiếp giáp với biên giới Campuchia để mua với giá 200.000 đồng trên kg mang về thuần dưỡng, rồi mới tiến hành ép giống. Mấy lần đầu do không nắm vững đặc tính, kỹ thuật nên dẫn đến thất bại, nhưng bằng sự nỗ lực và học hỏi, rút kinh nghiệm, cuối cùng anh đã thành công ép cá chạch lấu sinh sản. Đợt cá chạch lấu giống đầu tiên anh giữ lại nuôi để làm cá bố mẹ. Hiện tại, anh Hùng đã có trong tay hàng trăm con cá chạch lấu bố mẹ. Nói thì dễ, nhưng khi tận mắt chứng kiến anh Hùng bắt tay thực hiện toàn bộ quy trình để có được con cá chạch lấu giống mới thấy hết gian nan. Anh Hùng chia sẻ, trước khi cho cá chạch lấu sinh sản, tôi phải thuần dưỡng cá bố mẹ thật kỹ. Khi cá thành thục mang trứng thì mới bắt đầu sử dụng thuốc kích thích vớt lấy trứng. Để đạt hiệu quả cao, tôi rắc trứng cá được thụ tinh lên vĩ lưới dựng đứng trong bể xi măng, có mực nước từ 60 đến 70 cm, sục khí oxy liên tục 24 trên 24 giờ. Trong giai đoạn này nhiệt độ trong môi trường nước và hàm lượng oxy phải đảm bảo theo quy định. Sau 6 ngày trứng cá trạch lỗ sẽ nở thành cá bột. Cũng theo anh Hùng, cá trạch lỗ sống và phát triển tốt trong môi trường nước ngọt và nước lợ. Cá trạch lỗ có lớp đáy mềm, sau 1 năm nuôi, cá đạt trọng lượng 300 đến 500g trên con. Nếu thả nuôi tiếp năm sau cá sẽ lên đến khoảng 1 kg trên con. Hiện nuôi cá trạch lấu mang về giá trị kinh tế cao. Trên thị trường, cá trạch lấu cỡ khoảng 250 đến 500 g trên con được bán với giá 280.000 đến 350.000 đồng trên kg. Cá trạch lấu có trọng lượng lớn hơn có giá hơn 400.000 đồng trên kg cá thịt. Loại cá này tiêu thụ chủ yếu ở nhà hàng và các quán ăn đặc sản. Từ giá trị mà cá trạch lấu mang lại, nhiều hộ nuôi cá trạch lấu trong và ngoài tỉnh hậu Giang đã đến cơ sở của anh Hùng đặt cá giống, về nuôi cá thương phẩm hoặc mua cá bột về dưỡng để bán cá giống. Chính vì vậy lượng cá trạch lấu giống do anh Hùng sản xuất luôn cung không đủ cầu. Theo anh Hùng, cá trạch lấu giống từ 9 đến 10 cm có giá bán 7.000 đồng trên con, cá từ 11 đến 12 cm khoảng 9.000 đồng trên con. Bình quân mỗi năm anh Hùng thu được hơn 600 triệu đồng từ bán cá trạch lấu giống, riêng năm nay anh thấy đạt trên 700 triệu đồng. Do không đáp ứng hết nhu cầu cá trạch giống trên thị trường, nên thời gian gần đây anh Hùng đã truyền đạt kinh nghiệm sản xuất cá trạch lấu giống cho những hộ trong ấp nuôi để tạo thêm công ăn việc làm và tăng thêm thu nhập. Ngoài sản xuất cá trạch lấu giống bán, hiện anh Hùng đang chuẩn bị các hồ, bể để tiến hành nuôi cá trạch lấu thương phẩm theo hướng công nghệ cao. Bên cạnh mô hình sản xuất cá trạch lấu giống khá thành công, hiện anh Hùng còn là nông dân tiêu biểu ở ấp Thuận Hưng, mọi phong trào ở địa phương anh đều tích cực tham gia, những năm qua anh Hùng liên tiếp nhận được nhiều khen, thưởng từ trung ương, tỉnh, huyện. Cách nay 3 năm, anh đã vinh dự nhận giải thưởng lương định của do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng cho thanh niên nông thôn giải thưởng dành cho thanh niên có thành tích đặc biệt trong sản xuất kinh doanh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ phát triển ngành nghề bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới đóng góp tích cực vào hoạt động các hội đoàn thể thị trấn